Hôm nay sẽ muốn giới thiệu mọi người cái loại LED 19.3 nhé. Cái này IC này, 3 LED 1 mắt này. Cách nhau khoảng 10 cm nhé. LED 12V này. Đấy, data là D in này, D out này. Ví dụ mình mà làm LED cầu thang thì mình cắt mình đầu vào là D in này. Đấy, sau này nối cái đầu ra D out này xuống bậc. Ví dụ bậc 1 là 10 LED. Thì cái LED cuối cùng là LED thứ 10 là cắt ở đây thì nối sang cái D in ở bậc thứ 2 này. Đó là LED IC mà. Đấy, ví dụ như mình sẽ để như này này. Đấy. Mình cắm thử mọi người, đắt này 12V nhé, cắm thử 12V này. Đấy. Mình tắt điện đi, nhìn nó rõ hơn. Ok, tắt điện nhé. Đấy. Đất này có vỏ bọc silicon này nhé. Thì mỗi lần nó về thì có thể là cái ở trong thì nó lại là màu đen nhé. Nhưng mà về cấu tạo thì vẫn là LED này và có vỏ bọc silicon. Mạch mình làm cho nó điều khiển để chạy cho nó sinh động. Còn điều khiển bằng mạch điều khiển LED cầu thang LED full thì mình sẽ chọn được màu trên mạch nhé. Sử dụng điện thoại hoặc là máy tính để setup. Đây mình sẽ để cho nó chạy auto một số ứng. Ủ cuộn như này là 5m, điện áp chạy được 12V. Nếu mà làm LED cầu thang thì mình sẽ dùng một hai đường âm dương đi thẳng từ bậc thứ 1 đến bậc cuối cùng. Ở đây chiết các cái đường dương ra. Hai dây này thì hai dây thắng này thì cần mấy dây to nhé, dây khoảng 1 ly. Sử dụng nếu mà 20 bậc, 25 bậc. 25 bậc thì thường dùng nguồn 12V 30A để nó đảm bảo nó bền. Loại này là 3 LED một mắt, tức là 1 IC như nó chạy được 12V. Còn trên thị trường nó có loại W812 thì nó lại chát hơn, và đến giá nó hơi mắc. Loại đấy là 1 LED 1 IC. Thì thị trường nó có cái loại 60 LED 1m hoặc là 30 LED 1m tùy vào bên khách hàng thôi. Nhưng mà thường thì hay làm loại này thì nó cũng dễ thi công mà chi phí nó vừa phải. Đấy. Này mình đang để cho nó chạy auto. Ngày trước mình bán là Thịnh Viền nhưng mà giờ đang khan chip nên cũng ngừng cung cấp rồi. Mà tự chạy. Còn bên mình còn một loại phương tiện khác, các bác mà muốn dùng một cái mạch mà điều khiển auto một số loại LED này trang trí thôi thì liên hệ mình nhé, cũng còn. Còn loại này thì khan mất rồi. Đấy. LED này thì dùng LED cầu thang khá là sáng, cũng chống nước, chỉ cần bắn silicon vào mặt bên này thôi. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.